Bạn có đang lắng nghe tiếng gọi tâm linh hay không? Lời kêu gọi này là một khao khát nội tâm sâu sắc về ý thức các cá nhân khám phá tâm linh của họ và kết nối với một cái gì đó lớn hơn chính họ. Xác định được tiếng gọi tâm linh không phải lúc nào cũng dễ dàng nếu bạn bị phân tán với công việc và các nghĩa vụ cuộc sống khác sau đây là những dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy rằng bạn đang đi trên một con đường đặc biệt của sự thức tỉnh và tăng trưởng tâm linh điều thứ nhất khao khát nội tâm mãnh liệt cảm giác khao khát sâu sắc về một cái gì đó vượt ra ngoài thế giới vật chất đây là dấu hiệu của một tiếng gọi tâm linh bạn có thể có một cảm giác dai dẳng rằng có điều gì đó vượt xa sự hiểu biết của bạn mà bạn muốn được trải nghiệm. Điều thứ hai, bạn có thể cảm thấy mình nhạy cảm với các năng lượng xung quanh. Bạn có thể hòa hợp hơn với cảm xúc của người khác, môi trường và những năng lượng tinh tế hiền diện trong vũ trụ. Tất cả năm giác quan của bạn cũng được nâng cao. Điều thứ ba, nhu cầu sâu xa để tìm ý nghĩa và mục đích trong cuộc sống là một đặc điểm chung của những người đang theo đuổi con đường tâm linh bạn có thể đặt câu hỏi về định nghĩa thành công trong cuộc sống và tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sự tồn tại của bạn điều thứ tư bạn có thể đang đặt câu hỏi về các chuẩn mực xã hội và các hệ thống niềm tin đã được thiết lập bạn có thể cảm thấy rằng có một sự thôi thúc rất mạnh mẽ thách thức tất cả những gì đang có và tìm kiếm các quan điểm thay thế điều thứ năm bạn đang cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết việc theo đuổi sự phát triển tâm linh có thể khiến bạn xa cách với một số vòng kết nối xã hội hoặc hoạt động không còn phù hợp với niềm tin và giá trị đang phát triển của bạn điều quan trọng cần nhớ là giai đoạn cô độc này cũng có thể được coi là cơ hội để khám phá bản thân bạn xem xét nội tâm và trao dồi mối liên hệ sâu sắc với nguồn tìm kiếm các cộng đồng cùng chí hướng, người cố vấn hoặc có những thực hành tâm linh có thể giúp giảm bớt cảm giác cô đơn và mang lại cảm giác thân thuộc và hiểu biết. Cuối cùng, chấp nhận sự cô độc có thể là chất xúc tác rất mạnh mẽ cho sự phát triển cá nhân và kết nối sâu sắc với con người thật của bạn. Điều thứ sáu, dành thời gian ở một mình và tìm kiếm sự cô độc trở nên quan trọng đối với các cá nhân đang trải nghiệm một sự kêu gọi tâm linh. Chính trong những khoảnh khắc nội tâm và im lặng này, bạn có thể kết nối với nội tâm và lĩnh vực tâm linh. Điều thứ bảy. Mặc dù trầm cảm và buồn bã thường không được xem là dấu hiệu trực tiếp của sự thức tỉnh tâm linh, nhưng nó có thể là chất xúc tác để khám phá sâu hơn về tâm linh của một người. Thông thường, các cá nhân trải qua chấn thương, buồn bã hoặc khủng hoảng giữa cuộc đời buộc phải tìm kiếm câu trả lời, vượt ra ngoài những hiểu biết thông thường. Nỗi đau và bóng tối mà họ phải chịu đựng có thể thúc đẩy một cuộc tìm kiếm ý nghĩa, khám phá bản thân bạn và thức tỉnh tâm linh. Trầm cảm hoặc buồn bã có thể đóng vai trò như một lời cảnh tỉnh, thúc giục các cá nhân bắt tay vào một hành trình chữa lành biến đổi. Từ suy ngẫm, cuối cùng là mối liên hệ sâu sắc với bản chất tinh thần của họ. Thông qua cuộc khám phá này, họ có thể tìm thấy niềm an ủi, sự phát triển và ý thức mới về mục đích của mình. Điều thứ 8. Đồng cảm và từ bi sâu sắc Khuynh hướng tâm linh của bạn có thể dẫn đến việc mở rộng sự đồng cảm và lòng trắc ẩn đối với người khác. Bạn có thể thấy mình kết nối sâu sắc hơn với sự đau khổ và đấu tranh của nhân loại. Bạn có mong muốn giảm bớt nỗi đau và mang lại sự chữa lành cho mọi người. Điều thứ 9. Trực giác tăng lên là một dấu hiệu nổi bật của sự thức tỉnh tâm linh. Bạn có thể thấy mình trải qua cảm giác ruột cao, linh cảm hoặc ý thức rất mạnh mẽ về việc biết mà không cần giải thích hợp lý. Điều thứ 10. Khi chúng ta đi trên con đường tâm linh, vũ trụ thường giao tiếp với chúng ta thông qua sự đồng bộ và những dấu hiệu. Bạn có thể nhận thấy những sự trùng hợp có ý nghĩa những con số lặp đi lặp lại hoặc các biểu tượng đang hướng dẫn bạn trên hành trình của mình. Điều thứ 11. Trải nghiệm cảm giác kinh ngạc và ngạc nhiên sâu sắc trước sự hiện diện của thiên nhiên, nghệ thuật hoặc trước những bí ẩn của vũ trụ là những đặc điểm chung của những người có tiếng gọi tâm linh. Điều thứ 12. Một tiếng gọi tâm linh thường bắt đầu bằng một sự biến đổi nội tâm sâu sắc bạn có thể trải qua sự phát triển cá nhân, rũ bỏ những khuôn mẫu và niềm tin không còn phục vụ bạn. Bạn có thể lựa chọn một chế độ ăn uống mới. Bạn có thể muốn ra khỏi vùng thoải mái của mình. Bạn có thể thoát khỏi cuộc sống thường ngày của mình và làm điều gì đó mới. Bạn có thể muốn tìm kiếm những thách thức hoặc cơ hội mới. Quá trình này có thể là thách thức đối với bạn, nhưng cuối cùng dẫn đến sự liên kết lớn hơn với con người thật của bạn. Điều thứ 13 Bạn có thể thấy rằng bạn có một tài năng bẩm sinh để chữa bền bằng năng lượng. Điều thứ 14 Khi bạn đang trên hành trình tâm linh, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác kết nối sâu sắc với một cái gì đó lớn hơn chính mình. Cho dù đó là vũ trụ, sức mạnh cao hơn hay ý thức tập thể, bạn có thể trải nghiệm những khoảnh khắc siêu việt và đồng nhất. Điều thứ 15, bạn có mong muốn mạnh mẽ để phục vụ nhân loại và tạo ra một tác động tích cực đến thế giới. Đó là một trong những dấu hiệu nổi bật bạn có một sự kêu gọi tâm linh. Bạn có thể cảm thấy một sự thôi thúc không thể cưỡng lại, đóng góp cho hạnh phúc của người khác, cho dù thông qua hành động tử tế, công việc tình nguyện, hay là chỉ đơn giản khởi lên những lời cầu nguyện của bạn. Đó là tất cả những dấu hiệu bạn có một tiếng gọi tâm linh. Nếu bạn cộng hưởng với một số hoặc tất cả những dấu hiệu của canh vừa chia sẻ, bạn đang trải qua một sự thức tỉnh tâm linh. Hãy nắm bắt sự biến đổi cá nhân này. Sẽ giúp bạn tăng trưởng và kết nối với lĩnh vực tâm linh. Hãy nhớ rằng con đường tâm linh của mỗi người là duy nhất. Và các dấu hiệu của canh vừa chia sẻ chỉ đơn thuần là dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang trên một hành trình đặc biệt. Có một số cấp độ tâm linh cũng như đường vòng trên con đường này. Hãy tin vào trực giác của bạn, làm theo trái tim của bạn và cho phép bản thân khám phá chiều sâu tâm linh của bạn. Nắm lấy tiếng gọi và để nó hướng dẫn bạn hướng tới một cuộc sống có ý nghĩa và có mục đích hơn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại